Mình chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách chữa trị con chim hút mật 5 màu bị ké mõ nhé các bạn. Bạn nào đang nuôi chim mà gặp tình trạng như vậy, đó, đừng có nên bỏ qua video này nha. Mình xem hết video nha các bạn. Đó. Cái tình trạng này là con chim nó bị ké mõ. Đây mình sẽ bắt ra cho các bạn xem ha. Bạn nuôi lâu ngày chắc chắn sẽ bị. Tại con chim nó cũng giống như con người mình thôi các bạn, cũng có con khỏe mạnh, cũng có con bệnh này bên kia. Đây các bạn nhìn xem này, chỉ này, bị ké như các bạn, đó, ké rất là lớn, rất là nhiều. Đó. Còn con chim bình thường nữa các bạn, đây mình cho các bạn xem con chim bình thường. Đây là mình có một con hút mật 5 màu bình thường nha. Rồi xem cái mỏ nó nè. Miệng nó nha. Đỏ ao đẹp. Các bạn thấy không? Đó. Đây là con chim hút mật bình thường nha các bạn. Và đây là con chim bị ké miệng. Mình nói bị ké mỏ sai, nhưng mà bị ké miệng không mới đúng. Đây. Bị ké cái miệng ở đây các bạn. Thực tế là nó bị cái miệng nó bị nổi nấm, nấm trắng lên rất là nhiều, cho nên con chim nó sẽ bỏ ăn và nó ăn không được các bạn. Đó. Mình nhìn kỹ này, nó bị xù lông dẫn tới là nó đứng một cục. Đây mình thả cái con này vào lồng cho các bạn xem, chỉ đứng một cục rù vậy đó. Đó. Nó không ngăn, không phải là nó không ngăn mà nó không ngăn được các bạn ở đâu. Cái này là bị nấm ở miệng, nói theo một cách chính xác là bị nấm ở miệng, nhưng mà mình hay cứ kêu ké cái miệng này. Nó ké cái mỏ nó. Cái cách chữa trị nó đơn giản ha. Các bạn bạn nào đang có chim tình trạng như vậy, đang mắc như vậy, nhớ theo dõi hết video nha. Cái này mình đã từng làm rồi, mình đã từng áp dụng rồi, thấy ok. Hôm nay mình chia sẻ lại cho các bạn. Bạn nào chưa gặp trường hợp này thì lưu lại video này để hồi nào gặp mình chữa bệnh cho chim mình nha. Bạn nuôi chim lâu ngày chắc chắn sẽ gặp các bạn. Đầu tiên ở đây là thuốc của nó là có muối hạt nha các bạn. Muối hạt mà. Đây vào một cái chung. Và một cái bông thần kỳ bụng ngoài tai bụng ngoài tai các bạn đó. Và một quả chanh, quả chanh nó bị úa rồi nhưng mà không sao, vẫn xài được các bạn. Những các bạn ở gần chợ các bạn có thể mua được quả chanh tươi, còn mình nay đói quá còn quả chanh vàng làm khí đại vẫn ok nhé các bạn. Mình cắt quả chanh ra, mình không lấy hạt nha. Rất là hiệu nghiệm nha các bạn. Cái này là muối cục các bạn, muối hạt. Các bạn chỉ cho vào đây 2 hạt muối thôi, 1 hạt 2 hạt. Đây và nặn chanh vào, các bạn, chanh vào nha. Chanh phải có nước nha các bạn, không có nước là không được. Đấy. Đó, mình khuấy đều hồi nào cái hạt muối nó tan ra không. Đó. Hạt muối tan ra chút xíu là nó tan là nhanh lắm. Con chim đó một cục, các bạn thấy không? Không chỉ riêng cái loài này nhưng mà các cái dòng hút mật là các cái dòng chim khác đều ok nhé các bạn. Cái hạt muối đã tan ra rồi thì bắt đầu mình, đây mình bắt con chim ra các bạn, bắt con chim ra đó, bắt đầu lấy cục bông các bạn, mình chấm vào cái nước chanh và muối này nhé các bạn. Cũng với tay nha. Bắt đầu lau, lau cho con chim,
mình chà trong cái chỗ nấm đó các bạn. Này các bạn. Mình chà. Vừa 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 vậy thôi các bạn đó, mình chà chà vậy. Rồi chấm tiếp. Nó bị đằng trên đằng dưới luôn, thì mình sẽ chà hai mặt nha các bạn, chà mặt trên và mặt dưới đó. Mình chà hồi nào nó hết cái nấm thì thôi. Nó có cái nấm trắng ở trong miệng các bạn. Cái chanh và muối này là nó chà, mình chà là mấy cái trắng là nó ra nó sạch các bạn. Con chim này nó nhỏ quá, không là mình sẽ chà sạch rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Ra một lớp giống như mủ quá các bạn, này nó ra một lớp giống như mủ quá. Nó sạch rồi này các bạn, này thằng này là nó ăn ăn cho các bạn xem nha. Rồi các bạn đã chà chanh và muối xong rồi đó, bạn thấy nó sạch chưa? Nó sạch nè, sạch tinh. Rồi bây giờ bạn chà chanh và muối xong rồi phải không? Lại tiếp tục nha các bạn. Do quá. Chanh và muối xong rồi, các bạn bỏ cái này. Không có xài nữa. Đây, các bạn tiếp tục. Cho vào đây. Một giọt hai giọt mật ong, nhé các bạn. Các bạn lại lấy tiếp tục lấy cái này, chà tiếp, vào con chim hồi nãy các bạn. Mình chà vừa vừa thôi nha, không có mạnh tay quá nó chảy máu như các bạn đó. Mình chà vừa vừa nó không có sao hết. Mình sẽ lấy mật ong mình sẽ chạy cho nó nha các bạn, sạch tinh. Ui chà, gió mạnh quá. Ok, đã hoàn thành các bạn. Các bạn làm như vậy chừng 3 ngày, con chim hết sạch cái miệng. Mình chà chanh vào muối xong rồi là rơ lại cho nó bằng cái mật ong nhé các bạn. Đó, như mình nó hai giọt mình rơ hết rồi. Các bạn làm như vậy chừng 3 ngày, con chim này nó sẽ hết sạch cái miệng nó, cái nấm đó các bạn. Thực tế là cái nấm. Giờ là nó hết rồi, nhưng mà ngày mai nó sẽ bị lại một chút xíu nữa. Mình làm tiếp tục như vậy. Rồi ngày mốt có thể là nó hết bị nấm rồi mà nó hơi trắng trắng, các bạn thì làm lại như vậy một lần nữa, hết sạch luôn, 3 ngày 3 lần. Các bạn về thử áp dụng coi thấy ok, chia sẻ cho các bạn bè của các bạn cùng làm theo.
À, bạn nào chưa gặp trường hợp này lưu lại video đó để hồi nào mình gặp con chim ở tình trạng như vậy là mình làm như vậy. À, nó xù lông sẽ hết nha các bạn, hết luôn 100% luôn đó. Các bạn cứ về áp dụng làm theo, thấy ok thấy hữu ích chia sẻ với bạn bè của các bạn rồi con chim sẽ rất là ok các bạn. À, 3 ngày sau là hết, chứ không phải một lần nó không hết đâu nha các bạn. À, một lần đầu là nó sạch như vậy. À, bây giờ là nó không khác gì cái con này nữa rồi. À, nó sạch tinh rồi, không có giống như hồi ban đầu. Những gì mình biết mình chia sẻ lại cho các bạn. À, các bạn áp dụng theo làm ok hữu ích. À, bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. À, bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. À, rất là ok các bạn.